Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 11 và quý phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho em ở cái bài số 3 rồi đúng không nào? Chúng ta đã nắm được về cái hàm số mũ và hàm số logarit rồi. Như vậy thì về cái tập xác định này, rồi cái cách vẽ đồ thị cho điểm vị bảng biến thiên thì chúng ta đã nắm rồi. Trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho em phần bài tập. Ở trong đây nó có 7 bài. Thì chắc thầy sẽ chia thành hai clip nha. Clip đầu tiên thầy sẽ quay cho em ở câu 1 2 3. Clip thứ hai thầy sẽ quay tiếp cho em ở cái bài 4567 nha. Đây sang bài số 1. Tìm tập xác định của các hàm số. Như vậy thì ở trong cái anh mà y bằng gì em? A mũ x. A mũ x thì cái tập xác định của nó ấy, tập xác định của nó là gì? Đó chính là R. Có đúng không? Còn cái hàm số y bằng logarit cơ số a của x thì tập xác định của nó thì nó sẽ là gì em? Là từ chạy từ đâu, từ 0 tới dương vô cùng đúng không? Đấy. Và ở đây á, em lưu ý ở đây a của chúng ta nó phải phải lớn hơn gì em? Hơn 0, và đồng thời a này nó phải khác mấy? Khác 1. Nhớ là như vậy. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy là câu a thì điều kiện ở đây a nó đã lớn hơn 0, a khác 1. Chứng tỏ cái tập xác định ở đây nó chính là gì em? Tập xác định của thằng này đó chính là R này. Ở câu A này là xong rồi đó. Đâu có làm gì đâu, nghĩa là một với một x thuộc R, đúng không? Em hiểu nào? Nghĩa là câu A này thì tập xác định của nó đó chính là x thuộc R này. Ở câu B. Câu B ở đây thì em thấy cơ số A đây là 5. 5 nó đã lớn hơn 0 và khác 1 rồi. Nhưng mà ở đây cơ số B thì chúng ta học chúng ta đã biết rồi, thì thằng này nó phải lớn nè, vậy tập xác định của nó thì cái thằng này nó phải lớn hơn 0, nghĩa là 2x trừ 3 này phải lớn hơn 0. Thì để giải cái bất công trình bậc nhất này thì rất là dễ rồi. Chúng ta tương đương ở đây là 2x sẽ lớn hơn 3, và tương đương ở đây là x này nó sẽ lớn hơn, tại vì đây là số dương nên ta nhân hai vế cho 1/2, mà nhân hai vế cho 1/2 số dương thì cái dấu cùng chiều này nó không đổi. Như vậy thì ở đây nó sẽ ra được là gì? X sẽ lớn hơn 3/2. Câu C tương tự như vậy. Thì ở đây hệ cơ số A ta cũng lớn hơn 0 và đồng thời khác 1 này. Chúng ta sẽ cho đây là cái tập xác định của chúng ta, đây là âm x bình phương cộng 4 sẽ lớn hơn 0. Lưu ý đây là âm này. Để giải cái này thì nó khá là đơn giản nha. Khá là đơn giản. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ có là gì? Nếu mà quay ngược trở lại 4 trừ x bình phương như này, sau đó chúng ta sẽ tách ra trở thành hàng thức số 3, trở thành là 2 trừ x nhân 2 cộng x lớn hơn 0. Không? Nên từ đây chúng ta tương đương là x này nó sẽ lớn gì? X này nó sẽ lớn hơn âm 2 và x này sẽ nhỏ hơn 2. Nếu bạn nào không biết giải cái này nha, còn cái này chương trình lớp 10 đã học rồi, giải bất công trình đã học rồi, thì chúng ta sẽ dùng máy tính ta bấm. Đây, ở đây chúng ta sẽ bấm menu. Bấm menu A đây các em nha. Thầy nói lại này, chúng ta sẽ bấm menu A này. Đó. Ở đây là bất công trình bậc 2 thì chúng ta sẽ bấm số 2. Ở đây các em thấy nó có dạng gì? Đây. Đây này. Ở đây nó có dạng này. Lớn hơn 0, nghĩa là chúng ta đây là vị trí số 1, chúng ta bấm thành số 1 này. Như vậy ở đây chúng ta bấm hệ số, ở đây là âm 1 này. Tại vì chúng ta phải bấm x bình phương trước này, như vậy ở đây sẽ là âm 1 này. Âm 1 chúng ta nhập dấu bằng. Đúng không? Ở đây không có x, nghĩa là chúng ta nhập là số 0, ta bấm dấu bằng. C chúng ta nhập là số 4, ta bấm dấu bằng. Rồi ta bấm dấu bằng. Đây. Kết quả này. Đúng chưa? Thì thầy cũng bày luôn để mà cần bạn nào không biết thì chúng ta cũng phải có cách nào đó để mà giải, chứ không biết giải như này sao? Có đúng không? Sau đó chúng ta thoát ra bấm menu 1 nha. Đấy, làm như vậy cũng không à. Các em muốn có ghi chữ thì đây, có chữ nè, bài giải chi tiết có chữ. Còn các em muốn mà không ghi chữ thì làm theo kiểu này, làm nhanh. Còn không thì có ghi chữ thì ghi theo kiểu này, tùy các em nha. Quá chỉnh chu như nữa em. Rồi ok, ta sẽ đi xem ở bài tiếp theo là bài số 2. Người ta hỏi gì đây? Trong các cái hàm số sau thì hàm số nào đồng biến, hàm số biến trên khoảng xác định của hàm số đó vì sao? Ở đây câu A, câu B chúng ta là hai cái là hai hàm số mũ, và CD đây chính là hai hàm logarit, đúng không nào?
Như vậy thì ở đây chúng ta phải phải xác định được, nếu như nếu mà hàm số mũ á, nghe thầy giảng chứ, là nếu hàm số mũ y y bằng ax, nếu a này mà lớn hơn 1 á thì nó sẽ là gì? Đồng biến. Còn nếu mà cái a này này nó nằm ở trong khoảng từ 0 cho tới 1 thì đây nó sẽ nghịch biến. Nó sẽ nghịch biến. Như vậy bây giờ chúng ta tính thằng này ra xem thử này. Ta sẽ tính cái cơ số chúng ta bấm này, phân số đây, căn bậc 2, căn 2 của 3. Đây. Ở đây chia cho 2 đây. Xem thử là nó lớn hơn 1 hay là nằm trong khoảng là từ 0 tới 1 để chúng ta kết luận đó nha. Ta bấm dấu SD này. Đây, 0.86. 0.86 thì chứng tỏ là nó nằm ở trong cái khoảng là từ 0 tới 1 thì chứng tỏ nó đồng biến hay nghịch biến. À, là nó nghịch biến, thằng này nghịch biến rồi nha. Bây giờ tương tự như vậy, bấm thằng này luôn này, bấm sẵn máy tính này, bấm thằng này luôn, cơ số luôn nha. Đầu tiên ta sẽ bấm phân số này. Chúng ta sẽ bấm ở đây là căn bậc 3 đúng không? Shift căn này ra căn bậc 3, đây là 26 này. Chia đây cho máy, chia cho 3. Rồi bấm cơ số thôi nha, cơ số 0.98. 0.98 thì chắc chắn là nó cũng sẽ là gì? Nghịch biến. Đúng chưa? Nghịch biến. Nhưng mà thì ở đây chúng ta thằng này chắc chắn là nghịch biến này. Thằng này nghịch biến này, do cơ số này là anh nhỏ hơn 1 và anh lớn hơn 0 này. Rồi, tương tự như vậy thằng này cũng nghịch biến này. Thằng này cũng nhỏ hơn 1 và lớn hơn 0 này. Tí thầy đưa bài giải chi tiết cho em xem. Hiểu chưa nào? Còn đối với cái anh logarit, logarit thì ở trong cái phần mà lý thuyết á, cơ số a của x á, thì em lưu ý rằng nếu ở đây cũng vậy, a mà lớn hơn 1 thì nói gì? Đồng biến. Đúng, đồng biến. Còn nếu mà a này nó lớn hơn 0 và nó nhỏ hơn 1 thì nó sẽ nghịch biến. Nhớ không thầy như vậy. Như vậy ở đây cơ số a chúng ta đây chính là bi. Nghĩa là bi này nó sẽ lớn hơn 1 nên nó sẽ như thế nào? Đồng biến. Tại vì ở đây người ta không yêu cầu các em lập bảng biến thêm, mà người ta yêu cầu chỉ cần xác định giống như phần trắc nghiệm ấy các em. Người ta cho một loạt như vậy thì để người ta xác định đâu là nghịch biến và đâu là đồng biến thì bắt buộc người ta phải dựa cơ số. Cái hiểu ví dụ như bài này trắc nghiệm, người ta hỏi như này, ở trong các hàm số sau thì hàm số nào đồng biến chẳng hạn, khi đó người ta sẽ cho thằng này, cho thằng này, cho thằng này, ví dụ thế, rồi cho tiếp thằng này, thì nếu đồng biến người ta sẽ chọn đáp án C. Các em hiểu chưa? Tại vì ba thằng này là ba thằng nghịch biến này. Tại sao thầy nói nghịch biến? Tại vì cái thằng căn 2 của 15 phần 4 này, chắc chắn thằng này sẽ nhỏ hơn 1 và sẽ lớn hơn 0 trong đó, thì thằng này sẽ nghịch biến này. Không tin bây giờ thầy sẽ kiểm tra luôn để em thấy. Cái bi thì chắc chắn là lớn hơn 1 rồi, tại vì bi nó là 3.14 mà, có đúng không? Như vậy đây chúng ta bấm vào đây, căn ở đây là 15, căn 2 15 mà nó chia 4. Đây, bấm nó bằng 0.96. 0.96 thì chắc chắn là sẽ lớn hơn 0, nhỏ hơn 1 á, thì chắc chắn nó sẽ nghịch biến trên tập xác định của nó. Hiểu chưa? Đó. Có lý do giải thích như vậy. Ví dụ như bài này, cái đề bài này là hãy xác định trong cái hàm số sau, hàm số nào đồng biến thì chắc chắn chúng ta sẽ chọn câu C. Thì trong đó nó có 3 cái là nghịch biến này. Tùy theo đề bài. Và quan trọng là chúng ta hiểu cái phương pháp để làm á. Cái đó là cái quan trọng nhất em. Đây em. A, B, C, D. Hiểu chưa? Rồi ok, ta sẽ đi sang ở câu số 3. Câu số 3 này muốn lâu cho điểm các kiểu ha. Ở đây người ta yêu cầu em là lập bảng biến thêm của hai cái, tại vì ở đâu thì hàm số hai hàm này, câu A này y bằng 4 mũ x này, thì phần này chúng ta sẽ lập cái bảng biến thêm. Tại vì ở đây là cơ số, đây là cơ số A, đây là lớn hơn 1 này, nên là như nào? Đồng biến này, đúng không? Như vậy thì đây chúng ta có là cái bảng biến thêm này, bảng biến thêm. Sau khi các bạn biến thêm mà để vỉ đâu thì hàm số chúng ta cho cái bảng giá trị chúng ta vỉ thôi, có ở đâu em, rất là dễ ha, không gì khó cả. Đây chúng ta vỉ rộng ra một xíu, x y, nhưng mà đây là x, ở đây là y, đây là 0. Ha. Đây là dương vô cùng. Được chưa? Ở đây là âm vô cùng em nha. Ở đây là âm vô cùng. Ở đây mới là không này.
ở đây là dương vô cùng, đúng không? Đó, ok. Nếu mà x bằng 0 thì chỗ này sẽ bằng 1, đúng không? Giá trị giữa nó sẽ bằng 1 này. Như vậy thì chúng ta từ đây chúng ta quất cái mũi tên lên đây, và chỗ này đã chính là số 1 này. Đúng chưa nào? Đây là âm vô cùng nhé, nhé. Nãy thầy ghi nhầm ở chỗ đây. Bây giờ chúng ta sẽ cho cái bảng giá trị để cái đồ thị hàm số này. Đồ thị hàm số như vậy thì ta cho điểm thôi. Vì ba đồ thị này thì miếng long. Như vậy nên ta cho x, đây là y, y đây là 4 mũ x, đúng không? Cơ số 4 ta đây là lớn hơn 1 này. Như vậy nên ta thường ta sẽ cho là coi thế này. Âm 1 0 mà 1 ấy. 1 thì ai lớn quá. 1/2. Rồi 1 ấy. Đó. X bằng âm 1. Âm 1 thì 4 mũ trừ 1 là bằng 1/4, đúng không? Cái này chúng ta tự tính được này. 0 thì chắc chắn là 1 này. 1/2 thì đây sẽ bằng mấy? Bằng 2, đúng không? 4 này. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành vỉ. Cứ bình tĩnh nha. Đây là y 0. Ở đây là x. Bây giờ người ta cho điểm này x bằng âm 1. Đây. X bằng âm 1 ở đây, đúng không? Thì y bằng 1/4. 1/4 ở đây dương ở trên đây là 1 này. Thì 1/4 nó nằm ở đây. Nghĩa là cái ô này chia làm 4 phần ạ. 1/4 ở đây. Ta hiểu thế. Đây một điểm này. X bằng 0, 1 đây. X bằng 0, y bằng 1 đây. 1/2, x 1/2, phía bên đây là, phía bên đây là 1, thì 1/2 nằm ở đây. Đây 1/2, thì chỗ này là 2. Đúng không? Chỗ này là 2. Như vậy thì ở đây chúng ta này. Được chưa? Đấy, từ đây đến đây này, thấy chưa? 1 thì bằng 4. Ở đây 3. Ở đây 4 này. 1. Đúng không? Đó. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ vỉ xuống. Chúng ta sẽ vỉ xuống nha. Được chưa? Đó. Rồi. Được thôi. Rồi đó, được rồi, chứ không thể nào đẹp hơn nữa đâu. Nghĩa là ngon rồi nha. Bảng biến thiên này. Đồ thị hàm số này. Rồi, tiếp tục. Hàm số y bằng logit cơ số 1/4 của x ha. Ta đi sang câu số 3 nha. Ta chính là vì em số logit thì ở đây em thấy là 1/4. 1/4 thì nó sẽ lớn hơn 1 và nhỏ hơn 0. Thì anh này sẽ nghịch biến luôn nè. Nghịch biến thì bây giờ nè, câu B hàm số y bằng logarit cơ số 1/4 của x. Như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ có cái bảng biến thiên. Bảng biến thiên chúng ta thì nghịch biến. Đây. Cái thước nó mất tiêu rồi.
thì chúng ta dựa vào ở trong cái phần bảng biến thiên người ta đã để cho em hai bảng biến thiên rồi đó. Nếu cơ số A lớn 1, còn cơ số A mà nhỏ hơn 1 và lớn hơn 0 thì người ta có sẵn ở trong sách rồi nha. Cứ học thuộc mấy cái bảng biến thiên đó là ok, là biết cách làm thôi. Đây tự luận chứ không trắc nghiệm thì chả công. Như vậy thì cái tập xác định của cái thằng này là nó chạy từ 0 cho tới dương vô cùng, em nhớ nha. Còn cái tập xác định của cái hàm số mũ á, y bằng ax thì anh chạy là từ âm vô cùng tới dương vô cùng, tại vì ảnh nó là tập số thật mà, hiểu nè. Ở đây là 1 thì chỗ này ảnh sẽ là gì, dương vô cùng, anh chạy tới đây là âm vô cùng, tại anh nghịch biến thì mũi tên đi xuống nè, mũi tên đi xuống nè em này, đó em hiểu không? Thì ở đây 1 thì ảnh là đây là mấy, đây là 0 đúng không? Không nè, hiểu chưa? Rồi bây giờ cho điểm này. Kem ghi là cái đồ thị hàm số y bằng logarit 1/4x, hiểu không? Bây giờ chúng ta sẽ cho điểm nha, cho cái bảng giá trị nha. Đây là x, ở đây là y. Như vậy thì ở đây là chúng ta sẽ cho điểm, ở đây là viết 1, đầu từ 1 em nha, 1, 2. Tùy theo cái cơ số đây em cho sẽ cho đúng chính xác em nha. Đây là 4, ở đây 1/4, ở đây 1/2 đây. Như vậy, ở đây em ta cho x bằng 1 thì logarit ở đây y chắc chắn là bằng 0 nè. Cho 2 thì kết quả đây sẽ bằng bao nhiêu? A 1/2. Cho 4 thì kết quả đây bằng -1 đúng không? Cho 1/4 thì bằng 1, còn 1/2 thì cái này là bằng 1/2. Thì cái này chắc chắn là người ta tính được, còn không tính được thì dùng máy tính ta bấm giùm thầy nha. Rồi. Sau đó chúng ta sẽ vẽ cái đồ thị ra. Thì hàm số này nha, dựa trên cái bảng giá trị này. Y 0, đây là x. Như vậy thì ở đây ta có x bằng 1, y bằng 0. X bằng 1 đây, x bằng 1 đây nè, 1 điểm nè. X bằng 2, x bằng 2, y bằng 1/2. Ở đây -1/2 nhé, đây là -1, chứng là -1/2 đây. Đây nha. Đây điểm thứ hai này. X bằng 4. 4 đây. -1 đây đúng không? Đấy. -1 đây. Rồi, x bằng 1/4. X bằng 1/4 thì đây. 1/4 ở chỗ này. Thằng này bằng -1. Thằng này 1 chứ, 1 ở đây, y 1 đây. Số từ trên lên số xuống này. Đó, thấy chưa? Nên chạy dọc anh này. X 1/2. 1/2 đây. Y 1/2 đây nha. Đấy. Thì bây giờ từ nên ta sổ xuống. Đừng có cắt trục tung nha. Anh cắt trục hoàn tại điểm hoàn độ bằng 1 thôi. Đó. Bị cua cho nó gấp một xíu. Đấy, ok. Hiểu chưa? Hơi xấu nhưng mà người ta cố gắng nhìn vô. Xấu thì xấu chứ cũng đâu có cắt trục tung đâu. Đẹp mà hả? Rồi, ok, câu B. Được chưa? Như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc em. Trong clip tiếp theo thầy sẽ quay tiếp cho em ở câu 4, 5, 6, 7 nha. Chúc em học tốt, bye bye.
vỉa thì lâu